Tiếp tục hôm nay đây thì em lại về thêm được cho mình một chiếc xe Kia Rio. Đây là một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu đời 2015. Số tự động và trang bị động cơ chỉ có 1.4 thôi. Biển thủ đô Hà Nội cho em rồi. Độc nhìn ngắm cái bên ngoài thôi, với cái lớp sơn màu, nhìn nó cũng không phải là màu đen tuyền đâu ạ, mà nó một cái màu xám đậm rất là đẹp luôn. Nên ảnh thì nhìn nó có hơi đen một chút thôi, nhưng ở ngoài nó là một cái màu xám đậm, thiết kế sắc nét luôn. Đường dập lồi trên mặt ga lăng các bác nhìn này, trên nắp cabo có cái hai cái đường dập lồi rất là đẹp, rất là sắc nét. Đèn halogen thì siêu sáng rồi. Đây, quay cho mình cận cảnh luôn, cạnh đèn halogen này, đèn gầm và đèn bi này, với cái lỗ tản nhiệt ở vật ga lăng nhìn rất là chất, đặc trưng của Kia luôn. Đứng góc chéo như thế này để cho khách hàng nhà mình có thể nhìn thấy được tất cả những đường dập lồi này. Ở trên phần hai cua lốp của xe kia thì là có cái phần dập lồi rất là sắc nét này. Ở giữa thân xe thì là cái đường uốn lượn cực kỳ đẹp cho em. Phanh ABS, la răng thể thao và phanh ABS. Quay sát cho mình cả gầm bệ của em nó luôn nhá. Thể thao Kia rất là chất, xi nhan trên gương. 390 triệu là giá em Lê Hương đang chào bán tới khách hàng nhà mình chiếc Kia Rio đấy ạ. Em sẽ quay luôn phần trung tâm của chiếc xe này. Cụm đồng hồ 3D thiết kế to bản này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Các bác nhìn cho em này, tất cả chế độ trên vô lăng đây. Nghe gọi tăng giảm này, túi khí an toàn này. Vô lăng thiết kế 3 chấu và được bọc thêm cho em nó một cái áo da. Các bác có thể bỏ ra cũng được hoặc để cả cũng được. Nhưng em có để cả như này, cho tay lắm cho cái phần vô lăng mình cầm cho nó chắc tay đúng không ạ? Gương này các bác nhìn phần gương cho em này, sáng quắc luôn. Vừa là gương trong lóa, vừa là khi mà mình lùi mình có thể nhìn vào đấy để căn đường nó sẽ dễ hơn. Cùng với hai chiếc gương phụ bên kia, sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài này. Đầu đài thì có màn hình giải trí cho em rồi, cỡ vừa thôi. Hỗ trợ đầu DVD, các thanh gió điều hòa mát căng luôn cho em này, rất là mát luôn. Túi khí an toàn trang bị ở trên phần táp lô ở bên ghế phụ này. Táp lô đấy ạ, đẹp căng chưa ạ? 390 triệu, nhấc máy lên inbox ngay cho em hoặc gọi trực tiếp đi, thiện chí là gọi luôn, không là Lê Hương lại bán mất. 0354602790, 0354602790. Có hai cái cổng sạc 12V cho mình, cổng AUX này, cổng USB này, kết nối nhạc nghe gọi cho em thoải mái luôn. Táp ly thì đẹp căng rồi. Quay khách hàng nhà mình từng chi tiết nhỏ nhất như cánh ốc bản lề này, ốc không hề bị vặn xoáy này, táp ly đẹp này. Gương kính cụp chỉnh điện auto cho em. Auto các bác nhìn này, auto này. Đấy, khóa cửa này. Kia Rio 2015. Keo cho mình keo quay cho mình keo chỉ zin đó nhá. Có cả thả cái kệ bước chân lên xuống ốp mạ chrome cho em rồi. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề bị vặn xoáy này, móc khóa cửa sáng choang. Sticker thông báo của nhà sản xuất này, thông số luôn. Một phân khúc sedan hai đầu rất là chất lượng cho em nhé. Gương kính thì liền đời theo xe cho em. Có thêm những cái vỉ chắn mưa tiểu tiết như thế này, có cũng được, còn không có thì cũng không sao. Nhưng có thì mình đỡ phải mất tiền lắp. Còn nhiều bác thích nó lắp cái vỉ chắn mưa như thế thì lại mất mấy trăm nghìn đúng không ạ? Kia Rio kệ bước chân lên xuống, ghế da các bác nhìn cho em này. Hàng ghế da rất là chắc chắn luôn, mới đét đẹp cho em, với những đường chỉ sắc nét và có cái lỗ thông hơi thoát cho mình rất là mát luôn. Từng con ốc em sẽ quay chi tiết cho mình. Có hộc để nước ở bên bốn bên cánh cửa và bốn quả loa to bản luôn. Từng lốt đinh tán trên cánh cửa em sẽ quay chậm cho các bác chiêm ngưỡng đợi em nói luôn. Lỗ thoát nước tròn xe. Đây lỗ thoát nước hộp, đây lỗ thoát nước tròn xe, không hề hấp hơi, không hề bị gì sét này. La răng thể thao này, quay luôn bánh sau cho mình, la răng thể thao. Vậy là xe được trang bị cho em là bốn bánh đều là phanh ABS nhá, gầm bệ sáng đẹp. Bản sedan thì cốp cũng tương đương nhau thôi, không có gì đặc biệt cả. Phía sau thì có trang bị cho em là cam lùi. Đèn cụm đèn hậu thì thiết kế to bản ăn sâu hơn vào khu vực lắp cốp này, có đèn gầm này, có khóa khiển nhá, mở cốp lên. Có một cái cánh diều vát lên như thế này, nhìn rất là thể thao, rất là trẻ trung. Bên trong khu vực khoang cốp của bản sedan thì rất là rộng rãi này. Nốp sơ cua và dụng cụ tăng tích nốp còn đẹp cho em nhé, còn nguyên. Cốp rộng rãi từ cái thảm này cho đến cái phần keo chỉ zin ở trên cái lắp cốp xe. Máng nước đẹp căng, gioăng ôm trọn phần miệng của cái lắp cốp cho em. Bản sedan thì cốp nó sẽ tương đương nhau.
quan trọng là có sạch đẹp hay không, hoặc là còn là lốp sơ cua hay không, đúng không ạ? Quay nghiêng như này cho các bác nhìn được góc nghiêng, một trong những cái góc mà những bác thợ hoặc những cái bác chủ xe rất là sợ quay khách hàng. Vì sao? Nếu như mà lỗi mà đâm đụng nhìn nghiêng một phát là ra ngay. Nhưng em không tự tin quay khách hàng nhà mình. Các bác nhìn này, tất cả những đường dập lỗi trên thân xe cực kỳ sắc nét luôn. Những bác nào yêu thích dòng xe này có thể đến trực tiếp bên em chạy thử cảm nhận xe với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Từng cái râu lốp này với cái dàn lốp gần như là mới đẹp cho em. Hẳn còn những cái râu râu tua tua như này cơ mà. Tay nắm cửa ốp mạ chrome này, lẹp chân kính này, có vỉ chắn mưa này, gương kính thì liền đời. Mở cửa ra nhẹ nhàng luôn, không cọt kẹt, không cóc cách gì đâu. Đó, từng con ốc nhỏ nhất luôn. Táp ni này, em sẽ quay để các bác thẩm thôi. Chứ còn lẻo đẻ mà em khen thì bảo là cái nào cái hương nó cũng khen đẹp mà không hay, đúng không ạ? Em cứ chỉ quay thật là kỹ để khách hàng nhà mình thẩm. Từng phần cả kẻ về gioăng, ôm hết biện cánh cửa này, móc khóa cửa em cũng quay cho mình. 190 triệu đời 2015, số tự động Kia Rio, bản này là bản nhập khẩu cho em. Cánh cửa bên đây cũng vậy luôn ạ, quay từng chi tiết nhỏ nhất cho mình. Vì sao khách hàng thấy đấy, nếu khách hàng quan tâm em thì có thể thường xuyên thấy rằng dù là Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lắk, Huế, Cần Thơ, thậm chí là Cà Mau và tất cả những khu vực trong miền Nam đều tin tưởng bên em Hương. Có phải là khách hàng nào cũng có thể về trực tiếp xem xe đâu, mà xem xe qua video trực tiếp em gửi cho khách hàng nhà mình, tin tưởng và cam kết mà em Hương đã đề ra. Thỏa thuận giữa hai bên mua và bán là có thể làm việc cùng với em Hương rồi. Những bác nào ở gần đến xem thử và chạy thử xe là điều tốt, còn không thì cứ đến, cứ tin tưởng ở em Hương. Ship xe toàn quốc thời buổi 4.0 rồi. Chất lượng xe, giá thành hợp lý nhất có thể luôn. Xin nhan chân gương đây ạ, la răng đây, quay luôn cho mình cả lốp trước này. Các bác nhìn cái lốp này, chất lượng quá đúng không ạ? Lốp cực kỳ đẹp luôn, la răng thể thao. Và bây giờ thì em sẽ quay phần trái tim của chiếc xe này, đó chính là khoang động cơ và máy móc của chiếc xe. Vâng, và đây là trái tim của chiếc xe. Em đã mở hẳn trái tim cho các bác xem rồi đây. Nếu các bác muốn đi vào trái tim của em nó không? Đây ạ, các bác nhìn trái tim chiếc xe này. Quay cho mình góc nghiêng phần tai đen, ụ giảm chấn, giảm sóc này. Động cơ và ắc quy của chiếc xe Kia Rio đời 2015. Phanh ABS dẫn đều đến 4 bánh này, chống bó cứng cho mình. Đi cực kỳ an toàn luôn với hệ thống phanh an toàn cho người lái. Quay lên phía trên thì có gì? Keo chỉ zin nắp cabo. Tất cả những lốt của nhà sản xuất này, từ cái ụ giảm giờ nút cao su này, giảm chấn giảm sóc cho mình đều còn. Đến cái thảm lỉ này, vừa chống nóng này, vừa giảm tiếng ồn còn nguyên. Nếu như mà đi nhiều thì nó sẽ lát, nó sẽ bở ra. Làm gì mà còn đẹp như thế, đúng không ạ? Đây, sâu kỹ cho các bác xem nhé. Đi thật là chậm này, từng khoang nội thất máy móc luôn. Quay một video trực tiếp như thế này, khách hàng nó có thể tin tưởng chất lượng xe như thế nào, đúng không ạ? Và quan trọng là tin tưởng ở cái người bán, cơ sở bán nó phải thật là uy tín, doanh nghiệp lớn, đúng không ạ? Em xin phép được đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Rio biển 30 với lớp sơn màu đẹp như thế này. Em đang bán là 390 triệu, đời 2015, số tự động, trang bị động cơ chỉ có 1.4 thôi. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 0354602790. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo. 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp. Trung bình là sẽ từ 150 đến 200 đầu xe. Rất mong khách hàng sẽ quan tâm và ủng hộ. Xin chào và gặp lại.